Tiến em đi chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông, Paris suốt đời làm chia ly. Tiến em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng ôi còn gì lâu hơn 100 ngày xa cách. Tuyết rơi phủ con tàu, ga liông lạnh lùng, làm sao em không khóc, nói chi cũng buồn thêm. Nơi em có trăng soi, ánh mắt mình thương nhớ. Trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hồn, ôi còn gì lâu hơn 100 ngày xa cách. Tuyết rơi phủ con tàu, ga liông lạnh đầy, làm sao em không khóc, nói chi cũng buồn thôi. Trăng soi, ánh mắt mình thương nhớ. Trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hồn, ôi còn gì lâu hơn 100 ngày xa cách. Tuyết rơi phủ con tàu, ga liông lạnh đầy, làm sao em không khóc, nói chi cũng buồn thôi. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Thanh Hải Vô Thượng Sư qua nhạc phẩm Tiễn Em trong một dịp họp mặt với các hội viên chúng tôi tại San Jose, California, Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 3 năm 1991. Tiễn Em, một ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ Cung Trầm Tưởng, nguyên tác tựa đề
chưa bao giờ buồn thế. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Mẹ Âu Cơ, quốc mẫu của Âu Lạc, Việt Nam, là nguồn suối thiêng của nòi giống, là niềm ngưỡng vọng sâu xa của dân tộc, là những ước vọng thầm kín và bao la của dòng họ Lạc Hồng. Hình ảnh mẹ là tất cả huyền sử tạo nên mối liên hệ của một mẹ trăm con, nghìn đời kết nối lịch sử và hồn thiêng sông núi để khai phá, dựng xây, tô bồi và gìn giữ đất mẹ,
muôn đời được trường tồn trong tình yêu thương bất diệt. Trong con trung đồng ngọc lũ nhịp tròn âm vang, mẹ tôi dân chung gió bão đầu nguồn khơi cổ văn lang là hồng, mẹ tôi quốc mẫu ca, mẹ tôi quốc mẫu ca. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phần 1 của chương trình đặc biệt gồm 2 kỳ, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị những sáng tác nổi bật và tiêu biểu của một nhạc sĩ được sinh ra và trưởng thành bên dòng sông Tiền Giang hiền hòa thơ mộng. Bắt đầu thành danh vào cuối thập niên 1960 với những giai điệu và ca từ mộc mạc, đáng yêu như con người và vùng đồng bằng sông nước miền Nam, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng viết cho tình yêu và quê hương. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm Giáp Thân 1944 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đam mê ca hát từ nhỏ và vì yêu cảnh sông nước quê mình nên đã tự sáng tác. Bản nhạc đầu tay của Tô Thanh Tùng là Hồng Ngự Mang Tên Em năm 1963. Phải mất đến 5 năm sau, công chúng mới biết đến Tô Thanh Tùng qua ca khúc Bolero Giả Từ. Anh kể, vào thời điểm này, ở một quán cà phê tại Đa Cao, có một người đẹp tên Diễm ngồi thu ngân. Và các sinh viên văn khoa rất hay đến. Nàng để mắt tới chàng nhạc sĩ bởi chàng có sáng tác bài Mắt Diễm Buồn do Elvis Phương hát. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi nàng ngoảnh mặt quay lưng cũng là lúc chàng nhạc sĩ trẻ có những đêm dài lang thang. Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư ghi vào dĩ vãng, đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu nhau giấc ngủ vừa tròn, tình thắm duyên nồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai cách xa rồi. Thôi xa nhau rồi, chôn kỷ niệm sau
bên nhau. Nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa. Năm 1971, Tô Thanh Tùng quen một cô gái. Anh liền mời cô này từ Sa Đéc về Sài Gòn để hát bản giả từ trên đài phát thanh. Nhạc sĩ Quốc Dũng đã phối âm cho bản nhạc này bằng cách phối nhiều lần từng nhạc cụ thô sơ. Nhạc sĩ Lê Dinh, trưởng phòng văn nghệ đài phát thanh, sau khi nghe qua băng cassette, đồng ý cho phát một lần vào sáng Chủ nhật, giờ vàng trong tuần. Nếu dư luận tốt thì sẽ phát tiếp. Không ngờ bản nhạc nhanh chóng được đón nhận và nhà phát hành Minh Phát đã ký độc quyền phát hành. Có đà Tô Thanh Tùng viết tiếp xót xa, ngồi tôn thờ, sao anh nỡ đành quên, mừng Chúa ra đời, nhớ người tình phụ. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ, sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng, những con đường quên lối đi mà ngày năm im đó. Sao
Trong một buổi phỏng vấn với Việt Báo, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cho biết: Tôi được giới thiệu làm trưởng ban văn nghệ thị trấn Hồng Ngự, làm được 3 năm, khi cướp mãi mới có tiền ra một album băng cassette mang tên Tình ca hương lúa. Trong đó có các bài Người hàng xóm, Hồng Ngự mang tên em do Nhật Trường và Bảo Yến hát. Đây là một album đậm chất nhạc đồng quê. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ, lòng còn tràn bao nhung nhớ hình dáng của người em thơ, trong tôi gói trọn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng tiền giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe luyến lưu dần đời. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm. Trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa, tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự nhớ em muôn đời. Lòng còn tràn bao nhung nhớ hình dáng của người em thơ, trong tôi gói trọn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng tiền giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe luyến lưu dần đời. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm dài lưu. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, dù bao cách trở nhưng không tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng người nhớ em muôn đời, Hồng người nhớ em muôn đời.
đối với một nhạc sĩ đã từng sáng tác hàng trăm ca khúc, bài nào là nhạc phẩm tâm đắc nhất trong sự nghiệp của anh? Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng tâm sự. Tuy tôi có sáng tác nhạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ. Tôi viết vì sự thôi thúc của cảm xúc khi những ý tưởng chợt đến hoặc khi đọc và đồng cảm với những bài thơ. Riêng với tôi, bài nào cũng là một đứa con tinh thần. Nếu chúng sống được trong lòng một số người thì cũng đã quá sung sướng. Đất vắng cây đất ngừng, ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây sống sống với ai. Chuyện trăm năm, ân tình cây và đất. Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao tình cây và đất, đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kể thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Đất vắng cây đất ngừng, ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây sống sống với ai. Chuyện trăm năm, ân tình cây và đất. Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao tình cây và đất, đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây. Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Những điều muốn nói, khi nói ra đã chẳng tròn ý nghĩa. Ngôn ngữ thì giới hạn, mà ý tưởng thì cao sâu. Sự tỏ bày đôi khi đã trở thành ngộ nhận. Do đó, tôi có nói gì đâu, mà mắt em đã đầy ý hỏi. Có lẽ niềm im lặng là sự bày tỏ vi diệu nhất, sung mãn nhất. Vì thế, trong tình yêu, có lẽ sự cảm nhận sẽ chuyển đạt nhiều hơn sự tỏ bày. Nên cuối cùng, ta đành dành cho nhau sự mênh mông vi diệu của tiếng nói không lời. Em đâu có hỏi, làm sao tôi dám nói? Tôi có nói gì đâu mà mắt em đầy hỏi, mà môi em thầm bối rối. Tôi đi cửa trước, em trốn cửa sau, đôi mắt vẫn tìm nhau. Điều rất đẹp là điều chưa dám nói, bởi nói ra
ra sân phơi tôi giặt ở câu ao, em bên bếp lửa tôi nắm nót cung đàn, không gian đợi chờ thơm ngát miên man, vắng đâu tiếng hò mà nghe mưa. Về thăm xóm có cô em bên mình, người em tuổi ngây thơ tình yêu còn răng kín, em đâu có hỏi làm sao tôi dám nói, ở trong vườn cây mà chỉ khen trái ngồi bên nhau lại nói chuyện bâng khuâng, đến ngày về có nói được gì đâu, đến ngày về có nói được gì đâu, đến ngày về có nói được gì đâu. Sự cảm mến và thương yêu nhiều khi không cần phải bày tỏ, không cần phải cường điệu, tự nó đã khám phá ra nhau qua những trực nhận, những cảm thông cùng chuyển đổi trong một từ trường. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và chuyện gì đến thì sẽ đến. Nhưng đời sống với bao thực tế cách ngăn, ước mơ dù vĩ đại đến đâu, chỉ một cửa mình của tạo hóa là đã tan tành. Do đó, định mệnh thường đưa con người đi vào những nẻo trái ngang. Và tình yêu cũng vậy, chỉ hạnh phúc trong phút giây, mà bi kịch thì sẵn sàng chờ đợi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau khải dầu mùng tới xanh dần, hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi, ra đừng có dầu mong tới thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng, tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này, bướm ơi bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi, chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên, mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm, bướm trắng về bên ấy rồi. Mùng
Hợp rồi tan, hội ngộ rồi chia ly. Đó là điệp khúc muôn đời của một kiếp nhân sinh. Đành rằng dầu ngang sông cách núi, nhưng ở đâu cũng thương, cũng nhớ đến nhau. Ở nơi nào cũng nhớ quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Nhưng người đã xa đi, cây cỏ gió mưa cũng u sầu, thì làm sao ta có thể giữ lòng thanh tịnh. Em đi mấy gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Vui hay buồn thì người đã xa đi, nhớ hay thương thì người cũng đã tạ từ. Ở lại nơi này, ta chỉ còn biết thương nhớ và nguyện cầu, mong người có được hạnh phúc và đừng quên nhau. Ở nơi này với dáng người yêu thương, vẫn tin là bến đầu mai sau. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Anh đi phương đó xa vời, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm miền Tây Âu Lạc Việt Nam là miền đất hứa, gạo trắng trăng thanh, sông nước dạt dào, tâm hồn người miền Tây cũng đôn hậu, thật thà. Ai đã từng sống ở đây hay có dịp ghé thăm miền Tây sẽ chẳng bao giờ quên những kỷ niệm hồn nhiên và thơ mộng
với những địa danh đầy ắp nhớ thương. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang qua đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Ai đi miền xa nhớ về quê
Trong những giây phút vừa qua, quý vị đã thưởng thức ca khúc Mẹ Âu Cơ do nhạc sĩ Tô Thanh Tùng phổ thơ Lê Sơn Tùng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Nối tiếp chương trình là các ca khúc khác do nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác. Giả Từ, Sao Anh Nỡ Đành Quên, Hồng Ngự Mang Tên Em, Tình Cây Và Đất, Điều Chưa Nói, Cô Hàng Xóm phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Bính, Tiễn Biệt, Về Miền Tây qua các giọng hát của Bảo Yến, Cẩm Ly, Giang Tử, Quốc Đại, Thanh Tuyền, Thu Hiền, Hương Lan. Lời viết qua phần biên soạn của nhà văn kiêm nhà báo Hà Đình Nguyên, được trích từ Việt Báo và phần phát biểu cảm nghĩ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Thi sĩ Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ nổi bật của Âu Lạc. Ông sinh năm 1918 tại xóm Trạm, nay thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc Âu Lạc. Năm 13 tuổi, Nguyễn Bính đã nổi danh là thần đồng thơ. Năm 1940, Nguyễn Bính xuất bản hai tập thơ Lỡ Bước Xa Ngang và Tâm Hồn Tôi, khởi đầu cho nhiều thi tập khác được phát hành sau này. Thi sĩ Nguyễn Bính từng quan niệm đưa cuộc sống vào thơ, đưa thơ vào cuộc sống. Ông qua đời vào năm 1966. Thi sĩ Lê Sơn Tùng sinh năm 1928 tại Kim Lũy, Diễn Châu, Nghệ An, miền Bắc Âu Lạc. Ông là nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo. Ngoài ra, ông còn là một thiền sinh, sống đời thanh đạm và chăm chỉ, nên ở tuổi ngoài 80, ông vẫn còn minh mẫn và sáng tác thơ. Quan điểm của nhà thơ Lê Sơn Tùng như sau: Tôi nghĩ làm việc thiện cả một đời vẫn thiếu, mà gây họa thì một lần đã thừa rồi. Nữ ca sĩ Bảo Yến chào đời và trưởng thành tại Huế, Âu Lạc, Việt Nam. Bảo Yến hát nhiều thể loại, từ dân ca đến nhạc trữ tình. Trong những năm gần đây, ca sĩ Bảo Yến đã trình bày một số nhạc phẩm phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư như Tầm Ngọc, Làm Sao Xa, Chỉ Là Ước Mơ, Tình Ca Bốn và Tóc Phai. Ca sĩ Bảo Yến cho biết cô rất yêu thích những thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Mến mộ tài năng nghệ thuật của Bảo Yến, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái tặng quà cho nữ ca sĩ. Thầy đã từng sống trong cuộc đời, thầy đã từng nhuốm tất cả những cái màu đau thương của cuộc đời, và thầy từ bỏ cuộc đời để thầy đi đến con đường đạo. Đó là con đường mà chỉ có thầy hoặc một vài vị nào có một cái tấm lòng đại bi, đại trí, đại dũng lắm mới có thể dứt khoát để ra đi như vậy, để mà cứu nhân độ thế. Nữ ca sĩ Thanh Tuyền sinh quán tại thành phố Đà Lạt, miền Trung Nguyên Âu Lạc. Năm 1959, tham dự cuộc thi hát Thần Đồng, Thanh Tuyền đã được trao giải nhất khi trình bày nhạc phẩm Nắng Đẹp Miền Nam. Vào đầu thập niên 1960, giới truyền thông đều có bài viết và phát thanh tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cô đã nổi danh ngay từ đó. Nữ ca sĩ Thanh Tuyền được nhiều khán thính giả ái mộ với những ca khúc tiêu biểu như Nỗi Buồn Hoa Phượng, Những Đồi Hoa Sim, Rừng Lá Thấp. Cô cho biết: Thượng Đế đã ban cho mình quá nhiều ân phước, và mình đã có lời nguyện là sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để làm việc thiện, mang niềm an ủi đến cho người khác như là một hành động để tạ ơn Thượng Đế. Nữ ca sĩ Thanh Tuyền cũng đã góp tiếng hát trong đĩa nhạc Một Chút Hương, gồm những ca khúc do nhạc sĩ Phượng Vũ phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ca sĩ Quốc Đại từng đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình Sài Gòn năm 1998. Anh thường song ca với nữ ca sĩ Cẩm Ly trong nhiều đĩa nhạc như Hoa Mười Giờ, Ngọn Trúc Đào. Anh cũng ra mắt một số đĩa nhạc như Yêu Một Mình, Giả Từ. Trong số những bài hát của anh được khán thính giả yêu thích bao gồm Chuyện Tình Sông Hương, Cho Dù Có Đi Nơi Đâu, Bên Cầu Ngõ Mông. Ca sĩ Cẩm Ly sinh trưởng tại Sài Gòn, miền Nam Âu Lạc, là con thứ tư trong một gia đình nghệ thuật. Từ nhỏ cô đã thể hiện năng khiếu ca hát và tham gia vào các buổi trình diễn âm nhạc. Năm 1993, cô cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyết đoạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức, và từ đó bắt đầu sự nghiệp cầm ca. Nữ ca sĩ Cẩm Ly lưu diễn nhiều nơi và được đông đảo tầng lớp khán giả ái mộ. Một trong các ca khúc giúp cô thành danh là Người Về Cuối Phố của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Ngoài tài trình diễn thành công các ca khúc của dòng nhạc trẻ và dân ca, cô còn nổi bật trong các bộ môn nghệ thuật kịch, cải lương và phim ảnh. Ca sĩ Thu Hiền sinh quán tại Đông Hưng, Thái Bình, miền Bắc Âu Lạc. Với giọng hát cao vút đượm nét dân ca, cô thành công trong các ca khúc như Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh, Quảng Bình Quê Ta Ơi, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, và đã thực hiện hơn 20 đĩa nhạc bao gồm Trên Đỉnh Phù Vân, Tình Ca Quê Hương. Hiện nay, nữ ca sĩ Thu Hiền là giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.
nam ca sĩ Giang Tử sinh năm 1944 tại Hải Phòng, miền Bắc, Âu Lạc. Năm 12 tuổi, ông theo học hát với nhạc sĩ Y Vân. Năm 1968, ca sĩ Giang Tử được nổi tiếng với ca khúc Căn nhà màu tím của nhạc sĩ Hoài Linh và từ đó thật sự bước vào nghề ca hát. Các nhạc phẩm do nam ca sĩ Giang Tử trình bày với nhiều ấn tượng và được khán giả nồng nhiệt mến mộ bao gồm Hàng Mạc Tử, Cô Hàng Xóm, Chuyện Đêm Mưa, Căn nhà ngoại ô. Từ lúc 5 tuổi, Hương Lan đã được thân phụ là nghệ sĩ Hữu Phước đưa lên sân khấu trình diễn trong vở cải lương Thiếu Phụ Nam Xương. Nữ nghệ sĩ Hương Lan đặc biệt thành công trong cả hai bộ môn cổ nhạc và tân nhạc với tiếng hát ngọt ngào điêu luyện. Trong số các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hương Lan gồm những bài mang âm hưởng quê hương dân tộc như Chiếc áo bà ba, Còn thương sao đắng mọc sao hè. Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thời Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Trai. Cầu chúc đời sống quý vị luôn được gia ân với bình an và hạnh phúc. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hình sau trong phần 2 của Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng viết cho tình yêu và quê hương với những sáng tác tuyệt vời phổ từ thơ thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Những ca khúc từng được xem là một hiện tượng mới cho giới thưởng thức âm nhạc. Đi ta đi, đi mau đến tương lai. Đi ta đi, đi về đất Việt Nam. Đi ta đi, ta về mau với mẹ. Đi ta đi, đừng buồn quan sao cha. We appreciate your watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May your life always be blessed with peace and happiness. We'll see you next time for part 2 of composer Tô Thanh Tùng, Writing for Love and the Homeland. With beautiful compositions adapted from verses of poet Phi Vang, Supreme Master Ching Hai's pen name in her youth. These are songs that have been considered a phenomenon among music lovers. Cái album này đó là tặng em, thơ nhà thơ Phi Vân. Cái album này đó mang cái tính tâm linh. Tâm linh. Dạ. Tôi năm nay thì cũng lớn tuổi rồi. Dạ, vâng. Cho nên là tôi thấy rằng cái nó hợp với tôi về cái ảnh hưởng đó. Cho nên tôi viết thì nó có vẻ nó trầm hơn, nó dịu hơn, nó bay bổng hơn, có chất tâm linh nhiều hơn. Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2010, phần 2 chương trình đặc biệt gồm 2 kỳ
dòng nhạc của một nghệ sĩ bắt đầu thành danh vào cuối thập niên 1960 với những giai điệu và ca từ đơn thuần mộc mạc từ đồng bằng sông nước miền Nam. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng viết cho tình yêu và quê hương với những sáng tác tuyệt vời, phổ từ thơ Thi Sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Những ca khúc từng được xem là một hiện tượng mới cho giới thưởng thức âm nhạc. Mới vài năm xa cách, em khôn lớn thật nhanh, giờ đã là thiếu nữ mơn mẫn tuổi mộng lầy. Em biết rồi mật ngọt, em nếm rồi nơi vui, trong người em sắp đặt ngăn nắp và xinh tươi. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.